Em chào các bác nhé, lại là em đây. Các bác biết em đang ở chỗ nào không? Em đang ở trong một cái nương ngô các bác ạ. Rất là buồn bởi vì là buổi sáng đi hôm qua trời mưa ấy. Mưa nó đã ướt hết quần áo rồi. Nói thế thôi chiều các bạn thôi chứ chẳng có gì là buồn đâu, bởi vì là cái này là nó bình thường ấy mà, mưa ướt ướt sáng ra thì cái cây ngô nó ướt là nó bình thường. Nhưng mà các bác biết em chui vào gốc cây ngô để em làm gì không? Để em đi xong lấy ra để chia sẻ với các bạn em. Thực ra thì như mọi năm ấy thì khi mà ngô ra hoa rồi thì em mới về vào đây để lấy cây này. Tuy nhiên là bây giờ thì hết đấy, ở nhà hết rồi thì phải vào lấy tìm trước, nhưng mà có vẻ như lần này là họ làm sạch quá, mỡ của em làm sạch đồi ngô quá thì không còn, chưa thấy mọc nhiều các bạn ạ, chưa thấy mọc cây này nhiều. Đây rồi, đây nha các bạn nha. Đây các bạn biết em đang lấy cái gì không? Đây ạ, cây nó đây đấy, cây nó đây, đây các bạn nha. Đây. Em đang đi lấy cây cỏ mần trầu các bạn. Đây ạ. Cây cỏ mần trầu thì có ở dọc đường cũng có, đúng không? Ở dọc đường cũng có, ở bờ mương cũng có cũng có khá nhiều. Tuy nhiên em không sử dụng những cây ở dọc đường và những cây ở bờ mương, mà cái cây mần trầu mà em sử dụng thì lúc nào em cũng phải vào tìm ở những cái nương ngô mùa này này. Đấy, khi người ta đã trồng ngô này, ở đây là nương ngô ở trong rừng, trong bái ấy, thì nữa em sẽ ra ngoài kia em sẽ quay cái bái nó rộng như nào cho các bác xem. Thì em sẽ vào đây em sẽ tìm những cây cây cỏ mần trầu mọc ở đây này. Chặt cây nó đi đây. Những cây cỏ mần trầu này đang non và tươi mọc như này này, và ở trong rừng ngô. Và cái rừng cái ngô này thì người ta hoàn toàn là không phun thuốc trừ cỏ, không phun gì cả. Họ vun ấy thì họ cũng vun bằng bằng thủ công, lấy bay về vun các bạn nhé. Thì em sẽ chui vào những cái gốc ngô này để em thu hái mang về và dùng. Mà có mần trầu thì các bạn biết tác dụng của nó là như nào không? Thì tác dụng của nó thì có rất là nhiều tác dụng. Tuy nhiên cái tác dụng mà em sử dụng trong bài thuốc gan thì nó rất là tốt. Nó giúp cho mát gan và giúp cho mặt mọc mụn ấy, mặt ai mà có nhiều mụn ấy thì nó sẽ không mọc mụn nhá. Nếu không có cây mỏ trong bài thuốc gan mà không có cây cỏ mần trầu này ấy, không thì nó sẽ vẫn làm mát gan, nhưng nó như cây khác nó không có tác dụng làm mặt ít mụn đâu. Còn cây này thì có tác dụng là làm cho mặt không mọc mụn nhá các bạn nhá. Đây cây cỏ mần trầu này. Một tác dụng nữa là cây cỏ mần trầu này thì các bạn có thể trong bài thuốc đun nấu đau đầu nấu thuốc gọi thuốc gội đầu các bạn ạ, thuốc gội đầu, thuốc tắm cho trẻ em đấy. Mần ngứa thì các bạn cũng mau về các bạn tắm nhá. Các bạn biết tại sao là mần ngứa tắm được không? Bởi vì là bị gan thì nó cũng bị ngứa mà. Các bạn dùng cây cỏ mần trầu với lại dùng trong bài thuốc làm dầu gội đầu. Tuy nhiên là em dùng trong bài thuốc gan thôi. Bài thuốc gan của em thì đợt vừa rồi là có một mẻ là không có cỏ mần trầu thì không có cỏ mần trầu thì vị nó khác luôn các bạn ạ. Em uống là thấy khác luôn. Nên là em hôm nay thì em vào để lấy cỏ mần trầu. Đây. Đó, đây này. Các bạn xem mấy cái thùng lũng này ở trong nương này. Đây các bạn. Đấy. Các bạn vào chui một phát từ trên kia xuống mà mấy đứa có mấy bó thôi, không có nhiều bởi vì là ngô thì họ vừa vun xong á. Đây là mơ ngô của nhà mợ em. Vừa vun xong thì họ chưa có nhiều, và một thời gian nữa đi. Đấy thì mới có nhiều. Còn bây giờ thì mình lấy về để đủ dùng thôi. Mà chui rúc từ nãy tới giờ cũng chỉ được một bó thôi. Các bạn ạ. Tôi rúc nãy tới giờ thì chỉ được một bó thôi. Đây để em chia sẻ cho các bạn một loại cây mà nếu mà các bạn nào mà bị đây. Đây. Các bạn một số bạn sẽ nhầm cây này là cây giảo cổ lam nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn sẽ nhầm cây này cây giảo cổ lam. Nhưng cây này không phải cây giảo cổ lam các bạn nhé. Cái này là cây dây ngứa đấy ạ. Em nghĩ là rất là nhiều bạn đã bị dùng phải cây này rồi đấy ạ. Em tiện thì em thấy thì em chia sẻ cho các bạn thôi. Đây. Các bạn biết tại sao không phải cây giảo cổ lam không? Bây giờ không có cây giảo cổ lam nào ở đây để em so sánh nhỉ.
Đây các bạn sẽ nhầm với cây ngũ diệp sâm. Cái cây này ý, đây này, nhìn nó rất là non này, và nó hơi hồng hồng, còn cả giả của Lam không bao giờ hồng nhá, nó chỉ xanh lét thôi, các bạn chú ý là như thế. Còn cây này thì 100% các bạn, đây 5 lá này, các bạn sẽ nghĩ là giả của Lam nhưng không phải. Bạn không biết thì các bạn, cây giả của Lam thì các bạn sẽ nhầm sang cây khác. Tuy nhiên nó không phải cây độc đâu, nhưng mà các bạn ăn vào nó sẽ bị ngứa. Nó ngứa, nó không phải cây độc, nó không gây chết người được, nhưng mà các bạn ăn vào các bạn sẽ bị sao, bị ngứa các bạn nhé. Các bạn ăn vào các bạn bị ngứa. Còn đây em đang giới thiệu cho các bạn cây gì nhỉ, cây rau để ăn mà các bạn bị chướng bụng đầy hơi á, mà các bạn lấy về ăn ạ. Đây nó là cây này, nhưng mà em không biết ở chỗ các bạn có không, ở đây phải nương ngô thì mới có. Đây đây nó là cây này này, nó rất là mềm, một cái rau này mang về chăn lợn suốt, nhưng mà em vẫn mang về ăn khi mà các bạn bị chướng bụng đầy hơi do ăn uống ấy, hoặc là ăn thức ăn lâu ngày rồi thì ăn đồ ăn ngon nhiều quá ấy, lâu ngày quá ấy, thì nó bị chướng bụng đầy hơi, thì các bạn ngắt lấy cái này về ăn này, xào rau ăn này, ăn cho cả nhà này, nấu canh ăn này. Đấy cái này, này. Cái rau này, này đấy, tiếng Tây gọi là cây phép chapi nhá, ở chỗ em gọi là cây phép chapi, còn các bác thì em không biết. Còn cây này thì ăn được. Đấy, các bạn cây này. À, các bạn nhìn thấy chưa, cái chỗ này là ngày trước là mỏ quặng nó nằm ở đây, và ở trên kia có rất là nhiều cây thuốc luôn, có ở trên đỉnh kia, ở trên đỉnh kia có cả những cây na rừng các kiểu, nhưng mà em lâu lắm rồi em không lên được chỗ hột rừng nữa. Mà đi lấy một ít chỗ hột rừng nhưng cũng không thể đi được, các bạn biết tại sao không ạ? Đây đấy, bạn hộ vệ này, một bạn đây này, lích lích ơi lích, đấy bạn kia đây này, lích đâu rồi? Bạn kia và bạn lích này, nếu mà em đi vào kia các bạn nhìn thấy chưa, cái chùa dê kìa, bên kia cũng có một đống. Hôi, thế là không đi được, chán quá các bạn ạ, chỉ vào đến đây được, không đi lên đấy được, không lấy được cây chuối rừng nào. Dạo này hết chuối rừng rồi, các bạn ấy cứ đi theo ấy. Nào cá vàng này các bạn, lúc nãy đi vứt cả cái thịt hoa ở đây, may mà ở đây không có người, người ta chơi xấu một phát là xôi rồi, người ta vứt đi. Đây này các bạn, hai bạn hộ vệ này, lúc nào cũng kè kè bên cạnh này. Đấy. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cho nên là em chả bao giờ lên trên đấy tìm được. Tìm để cho người ta đi lấy thôi chứ không thể lấy được. Còn nếu mà bình thường nhá các bạn nhá, muốn lấy cái gì nhỉ? Cái ngũ sa bì gai á nhá, các bạn nào bảo em lấy cây ngũ sa bì gai ấy các bạn nhá, bình thường nhá là phải vào kia kìa. Đấy, qua cái núi kia, vượt xuống kia kìa. Đấy thì mới lấy được. Các bạn tưởng lấy cây ngũ sa bì gai mà dễ á? Không hề dễ luôn. Ở đây không có luôn. Ngũ sa bì gai thì phải treo lên kia, phải treo tít tất kia để lấy. Đây này, còn cây trinh nữ này, cây sâu hổ này, dùng trong bài thuốc uống xương khớp này, thì phải lấy, cũng lấy ở trong này nhé, em không lấy đâu. Đây lấy để em đi, để bước sang đây xem có cây thuốc gì không. Lượn vườn ở đây thì chẳng có cây thuốc gì đâu các bạn ạ. Chỉ phải vào rừng kia có, ở trên núi đồi kia mới có, nhưng mà bây giờ cái hai bạn hộ vệ này đi theo thì thôi không đi nữa. Đi lấy được một ít thuốc về cho gửi cho bệnh nhân thì lại đền người ta, đền con dê cho người ta ốm mà. Đây lấy một cây thuốc này cho các bạn xem nữa này. Đây các bạn. Cái này là cây rất là thơm. À, các bạn biết cây này là cái gì không? Cái này chữa bài à? Cái này là cây gì nhỉ? Cái này là cây chứa trong bài thuốc à? Sỏi thận nhá. Cái lạc dại các bạn nhé. Cái lạc dại. Riêng cái này là không thể nhầm được bởi vì nó cực kỳ giống cây lạc luôn. Mà nó rất là thơm. Khi các bạn nhổ lên thì nó rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Các bạn nhổ lên thì nó rất là thơm các bạn nhé, nó không lạc đi đâu được. Đây cái lạc dại trong bài thuốc sỏi thận. Cái này các bạn à, mang về đun với lại cây tầm cưới, cây khế này, một số vị thuốc này thì đấy. Ở dưới đây có một ít hoa đu đủ đực. Đây là cây núc nác này các bạn. Núc nác này. Rồi. Hoàng bá nam đấy.
Lấy thì lấy cây ở trong núi đá như này. Nhưng mà em đi lấy thì em đến lấy thì em cũng không lấy. Em đi lấy thì em cũng không 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 vào đây lấy, chỉ có cây thuốc tắm thôi, cái thuốc uống thì em sẽ không vào đây lấy. Vì là cây này có rất là nhiều người, người ta lấy nhiều lắm, ở gốc người ta chặt lấy nhiều lắm các bạn ạ. Này các bạn. Núi rừng rất là rộng nhưng mà sáng nay kiểu trời nó âm u, trời nó không được đẹp. Trời nó âm u, hơi âm u. Tìm có một trâu mà được ít quá. Đấy, cái bãi ngô kìa, đâu mà em chui qua kìa. Có một trâu mà ít á. Đây, vậy thôi em chào các bạn nhé. Hôm nay chia sẻ cho các bạn một hai cây thuốc thôi. Em còn xuống đây để em lấy cây hoa đu đủ đực. Ở kia có một cây hoa đu đủ đực, em xuống em vặt lấy. Này các bạn, chia sẻ lại với các bạn một lần nữa này. À đâu, đây rồi, thấy cây cây. Đây, cây giảo cổ lam thật với cây giảo cổ lam giả. Là lúc này em phân biệt cho các bạn là các bạn chú ý này này. Đây này là cây giảo cổ lam thật này. Đấy, các bạn cứ thấy cái ngọn của nó lúc nào cũng xanh như này thì nó mới là giảo cổ lam thật. Còn cây lúc nãy em cho các bạn xem kia là cái ngọn nó hồng hồng kia là cây ngứa nhá các bạn nhá. Các bạn chú ý đó. Chia sẻ cho các bạn là hai cây thuốc, một cây có một trầu thì nhiều bạn biết rồi. Đây còn cây lạc này. Cây lạc dại này nữa này. Cây lạc dại này thì các bạn nhổ lấy về các bạn rửa sạch đi. Là các bạn kết hợp với những cây thuốc chứa sỏi thận ấy. Cây y dí các kiểu ấy, là các bạn sắc uống, các bạn có thể uống tươi, có thể uống khô. Và cây và cái hải kim sa, cái cỏ bong bong mà em hay đi lấy á nhá. À, các bạn sắc uống thì tươi cũng được, khô cũng được các bạn ạ. Các bạn cứ sắc mỗi lần sắc. Các uống một cốc nước này thôi, các bạn uống trong vòng 5 đến 7 ngày thôi, là những cái bạn mà bị viêm đường tiết niệu ấy, đái vàng, đái đục ấy, hoặc là có sỏi thận ấy thì nó có người có khi ra sỏi. Còn nếu mà điều trị sỏi thận thì các bạn phải điều trị từ 15 ngày trở lên, không phải điều trị 1-2 ngày đâu các bạn nhé. Đây cái lạc dại này. Đó, đây. Có một cây nó giống cây lạc dại lắm nhưng mà không phải đâu nhé, nó bé hơn không phải đâu, mà cái lạc dại đã là cái lạc dại này nhổ lên cực kỳ thơm luôn, là các bạn sẽ nhận ra được như thế luôn. Thôi nhá, vậy thôi em chào các bạn, em xuống đây hái hoa đu đủ đực đây. Để xuống đây rộng quá.